Mày đánh bạn tao nghĩa là mày gây nghiệp. Cho nên tao đến đây đánh mày là quả báo mà mày phải nhận cho cái nghiệp mà mày đã gieo. Nhưng mày mà dám đánh lại cả tao thì có nghĩa là mày đang chống lại nhân quả, và việc tao dùng hàng nóng để xử mày là hoàn toàn hợp lý.